Chị ơi, em vừa nhắn bảo chị dạy cho em tính tiền, xong nhà em lại bảo làm nốt. Làm gì? Đây, đang tìm đồ của chị đây, đang mót đồ về. Đấy, cây gì hả chú Cường? Cây quả hồng hồng ấy, tên quả gì chị nhỉ? Chị cũng chịu đấy. À, đây này, cái hồng hồng đây á. Vâng. Đây á. Đây cơ mà. To quá. Ô, cái cây đẹp nhỉ, nó ở bờ tường đẹp thế. Nhìn cái bờ tường dưới kia kìa. À. Dạ. Chậu trúc tiểu cảnh kìa. À thôi tí nữa đang ra video. Đi ra lấy rêu đây kìa. Bình niêu đẹp quá. Hoa còn
no bay phấp phới. Kỷ niệm ca sùa. Được không? Được. Một tí nữa nữa. Đi vào trong phòng. Cấp ngang nè. Anh tự cầm đi.